Minh Nhà Đất, bán nhà đất Hải Phòng. Chào quý vị anh chị. Thông tin sản phẩm mới cho quý anh chị nào phù hợp và có nhu cầu. Cần bán nhà 3 tầng Trần Nhân Tông, Kiến An. Điện thoại 0388883203. Chỉ 2,05 tỷ cần bán nhà 3 tầng Trần Nhân Tông, Kiến An, 34m², ngang 3,6m, đường 7m. Điện thoại 0388 832 303. Chủ cần bán nhà 3 tầng cho ai thiện chí, liên hệ ngay anh Minh 0988 860 616. Anh chị có thể xem chi tiết trên Facebook bằng cách là đánh thăng Kiến An Minh. Địa chỉ Trần Nhân Tông, Kiến An. Diện tích căn nhà 3 tầng là 34,5m², mặt tiền 3m6, đường 7m. Kết cấu nhà 3 tầng, 3 phòng ngủ, 2 vệ sinh, phòng bếp, phòng khách, phòng thờ, sân phơi. Vị trí cách ngã năm Kiến An 500m, giao thông thuận tiện đi các ngã. Nhà gần nhiều tiện ích như trường học các cấp, chợ Gò Công. Ra trung tâm chính trị giải trí của quận chỉ vài phút, ô tô đỗ tránh nhau thoải mái. Tiện ích dịch vụ đầy đủ không thiếu thứ gì. Pháp lý bìa hồng chính chủ. Giá chỉ 2,05 tỷ. Anh chị có thể xem thêm các sản phẩm khác chi tiết ở trên Facebook bằng cách đánh là thăng dưới 2 tỷ Kiến An Minh. Gọi ngay anh Minh 0388 832 303. Phục vụ 24/7, chân thành, nhiệt tình, uy tín, không qua trung gian, tiếp khách lịch sự, không qua cầu rút ván, thông tin chuẩn 100%. Sàn bất động sản Ano Nhà Đất 365, địa chỉ số 1 đường Máng Nước, An Đồng, An Dương, Hải Phòng. Đây là thông tin hình ảnh của căn nhà, đường rộng 7m. Phòng khách thiết kế khá là bắt mắt, cầu thang gỗ, lền được lát đá trơn một màu, đèn trần, đóng trần cũng khá là bắt mắt, cầu thang bố trí trang trí cây cảnh rất là đẹp. Phòng khách bộ salon và tủ cá khá là bắt mắt, trang trí cũng khá là đẹp. Phòng khách nhìn từ phía trong ra là cửa nhôm kính và cửa sắt. Đây là phòng bếp đầy đủ công năng. Đây là phòng ngủ, nhà vệ sinh, phòng thờ. Không gian nhà thiết kế bố trí khá là hợp lý. Cảm ơn quý anh chị. Anh chị có thể ủng hộ kênh bằng cách là like, chia sẻ video cho nhiều người khác có nhu cầu cùng quan tâm. Anh chị có thể comment bình luận ở phía dưới video. Anh chị có thể đăng ký để ủng hộ kênh và nhận những video miễn phí mới nhất. Xin chân thành cảm ơn.